Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái clip review cái mẫu Calimba trong suốt của hãng Kerut mà bên mình mới nhập về. Thì cái này nó có là cái hình con mèo. Hôm nay mình sẽ đi đến cái phần review mở hộp và đánh giá chi tiết ngoại hình và âm thanh cho các bạn xem. Rồi, ta đi đến phần mở hộp. Ta sẽ đi đến phần mở hộp thì khi mua đàn bên mình có tặng kèm một cuốn sách giáo trình học Kalimba cơ bản để hát và kèm một số video hướng dẫn mà trên kênh YouTube mình có. Mình bỏ qua một bên. Mình sẽ mở hộp. Thì cái hộp đàn của hãng này nó cũng đơn giản thôi. Vì phụ kiện đi kèm ta có một cái túi vải, một cây đàn gói ở trong. Mình sẽ bỏ qua một bên. Một cây búa, cây đề can dán nốt thì mình khuyên các bạn không nên dán nó sẽ gây rỉ phím khá là nhanh. Rồi, một cuốn sách của hãng có một số tab ở đây. Ở đây mình có hướng dẫn cho các bạn cách đọc cái tab này của bên Trung Quốc. Mình sẽ bỏ hết qua một bên. Rồi, về phần cây đàn thì đây là cây đàn của chúng ta. Thì cây đàn này nó được thiết kế cái đời mới sau này, nó được thiết kế là cũng khá là mỏng thôi, nó chừng 2 cm. Thì khi chúng ta cầm thì nó sẽ không bị mỏi tay như các loại đàn ngày trước. Ngày trước là đàn nó dày 2.5 đến 3 phân thì nó sẽ nặng tay. Thì cái mẫu này giờ người ta làm mỏng hơn thì khi cầm nó sẽ nhẹ tay hơn. Rồi đến mình sẽ soi qua chi tiết phần. Thì đàn này nó được làm bằng nhựa acrylic, có nghĩa là Việt Nam hay gọi là nhựa mica. Thì nó là thuộc dạng là nhựa dẻo chứ không phải là bằng pha lê hay bằng thủy tinh như các bạn nghĩ. Khi mà chơi cũng không may rơi chẳng hạn thì nó sẽ không bị vỡ bẻ, nó chỉ bị mõm một chút thôi. Rồi, về phần phím đàn thì cái bộ phím của chúng ta sẽ được khắc nốt ở đây giống như các loại đàn khác. Còn của Kimi thì nó không có khắc nốt nên mình không có nhập về. Đánh giá qua phần âm thanh, mình sẽ đánh qua nốt cho các bạn nghe ở đây. Thì cái dòng nguyên khối này âm của nó thì nó sẽ thanh và nó ngân lâu hơn, nhưng mà âm thanh nó sẽ hơi nhỏ hơn một chút. Đây mình có so sánh với một cây có thùng thì các bạn sẽ nghe âm thanh của nó sẽ như nào nhỉ. Và cây này âm thanh của nó sẽ nhỏ hơn cây có thùng khoảng 20%, thì nó sẽ thanh hơn mà nó sẽ nhỏ hơn một xíu. Nếu mà các bạn chơi ở trong cái phòng mà nó chơi, nếu các bạn chơi chủ yếu là chơi trong phòng thì có thể nên vô cây này cũng được. Còn nếu mà chơi ở ngoài trời thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ chơi một cây có thùng thì âm thanh sẽ vang hơn. Thì cái đánh giá review tổng thể cho các bạn nghe thì cũng đây cũng hết. Mình có để một cái bài hát mà mình chơi ở cuối video thì các bạn có thể nghe qua cái tiếng của nó như nào, mình thu mở. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi cái video này.